Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Quý vị, như thường lệ thì ngày hôm nay công ty Princess Lifestyle chúng tôi lại có mặt tại tiệm Hùng Express 2 ngay góc đường Phúc Hớt và đường Westminster để mà phát thưởng cho những khán đánh giả của chương trình thương mại quà tặng cũng như là chương trình talk show với bác sĩ Morita. Đây là những khán giả và đồng thời cũng những khách hàng rất là trung thành với những cái loại thuốc dược thảo của công ty Princess Lifestyle. Và trong ngày hôm nay thì quý vị thấy là có sự hiện diện của bác sĩ Morita cũng như là Lưu Mỹ Linh. Thì trước tiên hết thì xin bác sĩ Morita có đôi lời về chương trình và phát thưởng ngày hôm nay cũng như là có sự hiện diện của rất là đông khách hàng của công ty ở đây, thưa bác sĩ. Cảm ơn Phạm Khanh, cảm ơn đài Leadership TV. Thì anh biết hàng năm chúng tôi lúc nào cũng có những cái buổi phát quà, tại vì những người này là theo dõi chương trình mình nhiều lâu dài đó, Phạm Khanh. Với lại có những cái câu đối câu hỏi mà mình người ta trả lời đúng đó, thì chắc chắn là sẽ được những cái chai thuốc để giúp cho có một số người thì đã từng uống thuốc công ty chúng tôi rất là lâu rồi, nhưng mà có một số người chưa bao giờ uống thuốc của mình thì thử uống coi như thế nào. Thì cái đó là hàng năm chúng tôi lúc nào cũng có những cái đặc biệt gì trong cái chương trình này hết á. Một năm cũng có rất là nhiều lần, hồi nào giờ là quý vị cũng thấy là bao nhiêu năm chúng tôi đã có trên đài. Với sự ủng hộ của quý vị thì lúc nào cũng công ty chúng tôi cũng có cái gì đặc biệt để trả lại, để biết ơn quý vị đã ủng hộ công ty mình đó, thưa Phạm Khanh. Lưu Bình Linh có biết là ngày hôm nay là có các bác phải nói là đến từ những cái thành phố rất là xa, đến rất là sớm để mà chờ đợi. Thứ nhất là để mà nhận các phần thưởng, nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết là có dịp gặp bác sĩ Morita để hỏi thêm về vấn đề tình hình sức khỏe rồi cách sử dụng các loại thuốc dược thảo như thế nào cho có hiệu quả. Dạ vâng, rất là cảm ơn các cô, các bác, các chú đã đến trong chương trình ngày hôm nay. Các cô, các bác, các chú rất là dễ thương, rất là vui vẻ và cũng... không có chỗ đậu xe nhưng mà các cô bác cũng đã đến rất là đúng giờ. Cảm ơn các cô rất nhiều và rất là mong là trong tương lai, từ nay cho tới mãi mãi về sau, khi nào mà công ty Princess Lifestyle còn hoạt động ở trên thị trường thì các cô, các bác vẫn là những người khách trung thành của công ty dược thảo Princess Lifestyle cũng như là những bệnh nhân trung thành của bác sĩ Morita. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị, để có được chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng không quên cảm ơn chị Đào là chủ nhân của tiệm Hùng Express 2 luôn luôn tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện những cái chương trình phát thưởng tại đây. Và cái điều quan trọng hơn hết là chị Đào và cũng là Hùng Express 2 là một trong những đại lý rất là lâu năm của công ty Princess Lifestyle. Và chút xíu nữa đây thì chúng tôi có dịp gặp một số những khách hàng đã sử dụng qua những cái loại thuốc của công ty Princess Lifestyle. Và thì đây là chị Đào, là chủ nhân của tiệm Hùng Express 2. Đầu tiên hết thì xin chào chị và cũng như là hỏi thăm tình hình buôn bán hôm nay của chị như thế nào. Dạ, bán thì cũng ok anh. Trước Tết thì em xin gửi lời thăm tất cả quý đồng khách đồng hương ở đây đã ủng hộ cho tiệm và công ty trong thời gian qua. Những cái mặt hàng dược thảo của công ty Princess Lifestyle được quý bà con ủng hộ như thế nào thưa chị? Nói chung là mấy thuốc hiện đại, bây giờ thời gian này kinh tế xuống, nhưng mà bác sĩ Monita thuốc thì khách cũng tới ủng hộ điều điều, tại người ta uống quen rồi đó. Cái thuốc nó hợp với người ta mà nó work thì người ta tới mua lại. Những cái loại thuốc nào mà chị thấy thường thường là khách hàng đến mua nhiều nhất? Em thấy nhiều nhất là Liverlin, bài độc dưỡng gan á, mấy người neo đồ người ta hay uống để người ta bài độc ra trong người, với lại đau bao tử, nhiều người stress hay đau bao tử người ta cũng uống cái đó. Dạ, cảm ơn tất cả quý khách đã đến đây ủng hộ cho em. Và thưa quý vị, sau đây là phần phát thưởng cho những khách hàng của công ty Princess Lifestyle. Đầu tiên thì chúng tôi xin mời bác Trần Thị Sự. Phải nói là bác ngày hôm nay đến sớm lắm không thưa bác? Đến là 9 giờ đến giờ. Dạ, xin mời bác vào đây để mà nhận một cái phần thưởng của công ty Princess Lifestyle. Dạ vâng. Bác thuốc này ngày hôm nay đó thì cái thuốc này là công ty tặng cho bác là thuốc bổ mắt. Dạ, bác uống thuốc này lâu chưa? Dạ, uống lâu rồi chú. Lâu rồi, bác thấy như thế nào? Thấy thì cũng đỡ. Cũng đỡ, đỡ là như thế nào bác? Là nó bớt như là 10 phần, nó bớt được 5-6 phần vậy đó. Dạ. Trước đây đó thì mắt bác bị sao mà bác phải uống cái thuốc Vision bổ mắt này? Nó làm như nó thấy đốm 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 ở trước mặt mình như láng chán vậy đó. Dạ. Ok, cảm ơn bác mà ủng hộ công ty chúng tôi ha. Hôm nay thì bác có thuốc của Liverlin. Liverlin là quà tặng cho bác ngày hôm nay. Quý vị, khách hàng kế tiếp đó là cô Nguyễn Bé. Ngày hôm nay thì công ty sẽ gửi tặng cho cô một cái thuốc PS Brand, tức là bổ óc tăng trí nhớ. Thì xin cô cho biết rằng là cô
Cái trước đây thì cô như thế nào mà cô quyết định là cô sử dụng cái thuốc PS brand thưa cô? Tôi hay quên, tôi không có nhớ đó. Thành ra tôi nghe quảng cáo trong đài á, thành ra tôi mới đi mua cái thuốc này uống. Hôm nào nay là cũng như là trí nhớ tôi nó cũng còn nhớ nhiều được lợi. Hồi xưa cô hay quên là hay quên sao thưa cô? Cái gì mình để gì đâu quên, chứ mình đi muốn đi lấy cái đó lát tới đó cái quên, không nhớ. À, đi giữa chừng đường cái quên không biết đường nào về nhà, cái ngồi xuống không biết giờ mình đường nào về nhà. Thì tôi nghe đài quảng cáo rồi tôi mua tôi uống, rồi hôm đó nay thấy đỡ nhiều lắm rồi, 90% á. Công ty sẽ gửi tặng cho bác một cái thuốc PS brand bộ óc tăng trí nhớ. Xin mời anh John Tạ là giám đốc công ty sẽ gửi tặng. Vì một khách hàng kế tiếp cũng nhận thưởng trong ngày hôm nay đó là anh Phạm Thuận. Anh sẽ nhận được một cái chai thuốc bổ mắt của công ty Princess Lifestyle. Thì tôi thuốc bổ mắt này nó rất là tốt. Dạ, tôi uống có một chai mà mắt tôi thấy rõ lắm. Dạ. Trước đây thì mắt anh đi như thế nào thưa anh? Không đọc chữ không thấy được. Rồi giờ uống được chai rồi thấy rất là rõ, khỏi cần mang kính luôn. Với cái thuốc mà bổ thận á, có thận rất là tốt. Nó giúp cho mình tăng cường sinh lực đó. Dạ. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi tặng cho anh một cái thuốc Vision bổ mắt. Cảm ơn. Thưa quý vị, đây là chú Trần Kheo. Thì chú ngày hôm nay chú cùng đến nhận một cái phần quà tặng đó là thuốc bổ mắt. Đầu tiên thì cháu muốn hỏi chú năm nay bao nhiêu tuổi chú ha? 72. 72 tuổi rồi. Chú có đang đeo mắt kiến không? Không có mắt kiến. Hồi trước có xài rồi thì thấy nó tốt, thành lần này yêu cầu thuốc bổ mắt. Trước của chú trước đây nó như thế nào chú ha? Thì thấy nó không được sáng lắm, thì uống thì nó tốt hơn. Ừ. Uống bao nhiêu chai Vision rồi thì chú thấy mắt chú ra bây giờ nó đỡ hơn rồi? Có một chai, lần này là cái gì? Mắt chú sẽ tốt hơn nữa. Người lớn tuổi thì cần đổi mắt nhiều. Xin mời anh John thả gửi tặng cho một chai Vision. Ủng hộ công ty chúng tôi ha. Dạ. Cảm ơn cô Linh. Thưa quý vị, đây là anh Trần Hiền. Anh đến đây thì ngoài cái việc nhận một cái loại thuốc của bà xã đã trúng thưởng đó là thuốc âm quy hoàng ra, thì anh cũng muốn biết thêm về cái thuốc Vision. Trước tiên thì Phạm Khanh muốn hỏi anh là cái tình trạng mắt anh như thế nào mà anh muốn mua một cái chai thuốc Vision đó thưa anh? Dạ em nay là được 45 tuổi. Dạ em làm nghề tiện. Cách nay một năm thì mắt em sáng, bây giờ mắt em đã mờ rồi. Thì khi mà làm rồ ram á, lình lên cái bảng vẽ đó thì nó không có rõ nữa. Rồi khi có người nhiều người quen á, thì nói uống thuốc của bác sĩ của người ta thì bổ mắt, thì mình cũng nghe quảng cáo thì cũng nhiều người nói thôi là good, thì mình cũng tới đây thì để ủng hộ thì mua thuốc bổ mắt. Đó, thì bữa nay mình có dịp là tới nhận thuốc cho bà xã, thì giờ mình để lấy mua cái thuốc bổ mắt về uống coi nó kết quả như thế nào. Đó. Cái điều quan trọng hơn hết là hy vọng là sau khi anh uống thuốc Vision xong là anh không có cần phải đeo kiến nữa, hoặc là nếu đeo kiến thì nhìn rõ hơn phải không ạ? Những cái bảng program. Cảm ơn anh Hiền, và bây giờ thì anh John đại diện cho công ty Princess Lifestyle sẽ gửi tặng anh chị. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, một vị khách nữa của công ty dược thảo Princess Lifestyle tên là cô Nguyễn Ngọc, phải không ạ cô Ngọc? Dạ vâng, cô có thể cho cháu biết là cô sử dụng thuốc gì và cô có cái vấn đề gì về sức khỏe không? Tôi không có gì, tôi chỉ mất ngủ thôi. Thưa cô, cái tình trạng mất ngủ của cô nó như thế nào thưa cô? Không, khó ngủ lắm, không ngủ được. Và ngày hôm nay thì bác sĩ Morita sẽ gửi tặng cho cô một cái lọ thuốc an thần hoàng trị mất ngủ. Dạ. Và xin bác sĩ dặn dò cô sử dụng cái thuốc này như thế nào thưa bác sĩ? Dạ, cảm ơn bác sĩ. Mỗi một trước khi chị đi ngủ khoảng chừng nửa tiếng đó thưa chị, thì chị uống cho tôi 2 viên, một nửa tiếng hoặc là 1 tiếng không được nữa. Thì chị uống 1-2 đêm đầu có thể chị không có ngủ ngon, nhưng mà vài đêm sau đó bắt đầu chị ngủ ngon rồi thì cũng tiếp tục uống. Cái nào mà uống thật là ngon là chị giảm thuốc hoặc là ngưng thuốc. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều đã đến đây ngày hôm nay với chúng tôi, và có công ty biếu chị một cây chai an thần hoàng. Và cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi chương trình phát thưởng ngày hôm nay của công ty Princess Lifestyle tại tiệm Hùng Express 2, thành phố Grand Central.
Và ngày hôm nay cũng có sự hiện diện của anh John Tạ là giám đốc của công ty Princess Lifestyle. Anh cũng có đôi lời đến với quý vị và đặc biệt cảm ơn những khách hàng, tất cả những đại lý đã ủng hộ cho công ty Princess Lifestyle trên 20 năm qua. Xin mời anh. Chào Phạm Khanh. Trước hết John Tạ xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ công ty trong suốt 20 năm qua. Và hôm nay thì rất là cảm ơn quý khách hàng tới nhận quà. Công ty sẽ tặng những số quà mà để cho khách hàng. Thì nói chung là hôm nay rất là vui để gặp những khách hàng cũ. Cũng hy vọng là cái khách hàng tiếp tục ủng hộ công ty chúng tôi. Xin cảm ơn. Từ giờ công ty chúng tôi cũng thấy là đã tặng quà cho quý vị, đã ủng hộ cho công ty chúng tôi trong suốt 20 năm. Chúng tôi đã phục vụ cho quý vị. Thì đây là những cái ngày mà chúng tôi đã có những cái chai thuốc. Tuy là nó không có đáng là bao nhưng mà nó giúp sức khỏe của quý vị, thì tôi hy vọng là quý vị cũng lúc nào cũng ủng hộ cho công ty chúng tôi trong 20 năm nữa. Xin thành cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình cũng như là những vị khách đã đến ủng hộ cho những chương trình của công ty dược thảo Princess Lifestyle. Xin chúc quý vị luôn luôn sống vui, sống khỏe và sống trường thọ với những sản phẩm mà bác sĩ Morita đã bào chế cho công ty dược thảo Princess Lifestyle, và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kế tiếp.